Hello, xin chào các bạn, mình là Tôn MG và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái trò thuật giúp các bạn có thể chia được tứ quý này, giúp các bạn có thể chia được liêng này hay là một vài cái hay ho nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần biểu diễn của nó. Và đương nhiên các bạn tuyệt đối không áp dụng cái này vào bài bạc truyền thống nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng đảo bài lên trước. Nếu mà có khán giả ở đây thì mình cũng có thể cho khán giả đảo bài lên, thoải mái. Mình đã soạn sẵn ra tất cả những cái bài hình rồi, ở đây chỉ có những cái bài số thôi. Ok, rồi mình sẽ chia thành 4 mô nháp như thế này. Chia hết ra. Ok, à đây, thiếu. Được rồi. Sau đó thì mình sẽ thu những cái phần bài này về như thế này. Đó. Rồi, chúng ta sẽ đảo bài thêm một lần nữa nhá. Rất là tín đây là đảo kiểu truyền thống của anh em luôn này. Rồi, tiếp đến mình sẽ chia lại 4 mô như thế này. Chính xác. Và thậm chí mình không cần lật cái bộ bài của mình lên, mình cũng biết là mình sẽ được 10 điểm. Và 10 điểm ở đây chính là 6, 6, 8. Như thế này. Đó, và các mô này thì chắc chắn sẽ thua điểm mình. Rồi, chúng ta hoàn toàn thể làm tương tự với chỗ này, sẽ là tứ quý, là tam hay là cái gì đó, bất kỳ cái gì các bạn thích. Hãy cùng vào phần hướng dẫn của nó nha. Ok, trước khi vào phần hướng dẫn ấy, thì nếu các bạn có nhu cầu học ảo thuật nhưng lại không biết bắt đầu học từ đâu, hay là các bạn nghĩ rằng ảo thuật chỉ dành cho thiên tài thôi, hay là những người có năng khiếu bẩm sinh ấy, thì các bạn sai hết rồi nha. Các bạn có thể kiểm tra cái đường dẫn ở dưới phần mô tả, nó có thể giúp cho các bạn đấy. Ok, chúng ta sẽ cùng vào phần hướng dẫn của nó nhé. Để làm được cái trò ảo thuật vừa rồi thì các bạn cần biết một kỹ năng rất đơn giản thôi. Mình sẽ làm trước cho các bạn xem nhé. Ở đây ví dụ mình có con bài 8 cơ này. Mình đào lên đầu, sau đó mình đào kiểu truyền thống này. Kiểu anh em hay đào nhé. Rồi lẫn lộn lên này, đào đào này. Khi mình búng tay nhé, thì 8 cơ sẽ nhảy đầu. Thì về cơ bản cái cách đào này sẽ giúp cho bộ bài của chúng ta nó không thay đổi nguyên trạng. Tức là phần đầu bài ấy, nó vẫn sẽ giữ nguyên. Rồi. Tiếp đến thì làm nó như thế nào để chia được tứ quý, chia được tam heo hay gì đó. Và nhớ nhá, anh em dùng cái này để diễn thôi. Để những cái trường hợp ví dụ như là ok, tôi sẽ cho bạn xem tôi có thể chia được tứ này, chia được tam này, chia được liêng này. Chứ đừng có dùng nó vào bài bịp nhá. Đừng anh em nhá. Các bạn mà dùng nó đi đánh bài ấy, thì đấy anh em nhìn gương của mình này. Hay à. Ok, xin lỗi các bạn, câu chuyện đi hơi quá xa tí. Chúng ta vào lại chủ đề nào. Rồi, làm sao để có thể đảo giữ nguyên cái phần bài này. Đây là một cách khá là mới. Các bạn có thể cầm bài như này nhá. Ví dụ cầm như này thì mình thấy khá là kiểu nhìn nó kiểu sang sang hơn một tí so với việc là anh em cầm như này ấy. Thì cái này tùy cách các bạn cầm nhá. Cầm như này thì anh em biết rồi, cái này thì ai cũng biết làm rồi. Còn mình thì hay cầm kiểu như này. Đó, dùng ngón cái này, ngón giữa này và ngón trỏ giữ như này thôi. Và đảo thì mình sẽ dùng ngón tay cái và ngón giữa của tay còn lại để rút cái phần bài ra. Đó, thì mình sẽ đảo được như thế này. Ok, rồi sau đó thì các bạn cần biết thêm một cái nhỏ tí xíu nữa các bạn, là chúng ta sẽ làm dấu ngón út như thế này, giữ lại. Đó, thì về phía trước ấy thì các bạn sẽ không nhìn thấy gì cả, còn đằng sau thì nó sẽ có một cái dấu như thế này. Ok, mới đầu học thì các bạn cứ để hẳn ngón út vào cho mình nhé, cái này thì không quan trọng đâu, mới đầu mà. Ok, cứ để hẳn ngón út vào thôi. Rồi, chúng ta sẽ thử nghiệm nhá. Con bài trên đầu này mình sẽ ngửa lên cho các bạn dễ hình dung luôn. Ví dụ ở đây là con bài 7 rô nhá. Tiếp đến là mình sẽ đảo. Rồi, đảo một lần nhá. Sau đó ấy thì mình sẽ để ngón út vào luôn ở cái phần bài bên trên này. Ok, mình sẽ làm lại nhá. Đảo một lần này, kéo nó xuống nhé. Sau làm dấu ngón út vào luôn. Rồi, tiếp tục đảo xuống tiếp. Thì vẫn có cái dấu ngón út của chúng ta ở đây. Thì chúng ta sẽ giữ được cái vị trí mà có cái lá bài chúng ta cần. Nó giữ nguyên. Đó, chính xác. Đảo. Ok, sau dừng lại. Thì lúc này chúng ta đã có một cái dấu ở đây rồi. Nhấc cái dấu lên nha. Rồi, tiếp đến là các bạn sẽ cầm cả phần bài luôn, gồm với cả cái dấu này. Các bạn thấy không? Nó sẽ có một cái dấu ở đằng sau. Phía trước thì nhìn trông nó vẫn sẽ như bình thường thôi. Và sau đó các bạn đảo tiếp. Rồi, đảo đến khi nào đến cái dấu của các bạn thì dừng lại. Mình sẽ để ngang một chút nha các bạn. Đó, đến cái dấu thì dừng lại. Ở đây mình có một cái mẹo nha, các bạn sẽ dùng ngón cái để kéo lá bài trên xuống này. Thì đến cái phần mà nó bị hở ra ấy, thì nó sẽ tự động rút ra. Nó sẽ rất là dễ mà nó không bị lẫn những cái lá bài với nhau á. Sau khi xong thì các bạn đặt lên thôi. Thì hoa đã được cái lá bài nó ở trên đầu rồi. Ok, mình sẽ làm lại nhá. Để lá bài trên đầu này, 7 rô này. Đảo xuống này, làm dấu ngón út này, đảo tiếp này. Ok, rồi thu lại. Tiếp tục cầm cả luôn cả phần bài này, dùng ngón giữa và ngón cái cầm cả phần bài luôn. Rồi đảo xuống tiếp như vừa rồi. Đến cái đoạn mà gần đến cái dấu cắt của chúng ta ấy, thì ta sẽ dùng ngón cái để kéo xuống nhá. Đoạn này chưa đến. Gần đến nhá, thì dùng ngón cái kéo xuống. Đó, chính xác. Thì ta sẽ cảm nhận nó rõ ràng hơn rất nhiều. Ok, và rồi đấy là các bạn đã học xong 99% cái trò này rồi đấy. Chỉ cần một cái bước đơn giản nữa thôi. Là bây giờ chúng ta sẽ chia một mô nháp như ban đầu, như cái phần biểu diễn của mình ấy. Các bạn có thể chia 2 mô, 4 mô, 3 mô, cái này tùy các bạn. Mình sẽ chia 4 mô đi, nó phổ thông, 4 anh em hay chơi. Kiểu anh em chơi ba cây với nhau, quỳ ấy. Ok rồi,
Bây giờ thì mình sẽ dẫn cho các bạn làm sao để có thể chọn và sắp xếp thứ tự thật đẹp khi chúng ta để cái lá bài lên phần đầu của bộ bài. Rồi, cách chọn như sau, đây là một cái mẹo, một cái tip nho nhỏ của mình thôi. Nó sẽ là chúng ta sẽ chọn một con trong một tụ. Thì khi mà chúng ta chọn được 3 con ấy thì sẽ là đủ một cái tụ bài của chúng ta luôn. Rồi, như mình sẽ chọn là cái tụ ví dụ nha. Mình sẽ ghép 3 con vào để mình có cái điểm cao nhất. Sau khi mà các bạn đã chọn được cái con bài cho mình rồi ấy, như mình ở đây sẽ là 6 này, 5 này và 9 này, chúng ta sẽ có 10 điểm. Tiếp đến là các bạn sẽ phải đảm bảo cái vị trí nó cách ra đủ 4 đơn vị để cho chính xác cái lá bài đấy sẽ là ở trong tụ của chúng ta, nó không bị nhầm lẫn. Ở đây chúng ta sẽ có con 6 là ở tụ đầu tiên của chúng ta là đương nhiên rồi. Tại vì chúng ta sẽ chia cái lá 6 này xuống đầu tiên luôn. Tí nữa khi mình chia thì các bạn sẽ hình dung được ngay. Rồi, đến với lá bài số 2, chúng ta sẽ phải cách ra 4 đơn vị nhá. 1 này, 2 này, 3 này và 4 này. Sẽ tiếp theo sẽ là 8 nhưng mà chúng ta cần là 5 cơ. Thế nên khi mà các bạn thu ấy thì các bạn sẽ phải đảo là 5 vào giữa như thế này. Đó. Ok, tí nữa thì mình sẽ dẫn các bạn khi thu vào thì đảo nó vào kiểu gì. Rồi, còn lá 9 nhá. Ví dụ là 5 nó ở đây rồi thì lá 9 chính xác đang đúng ở vị trí của nó luôn. 5 này, 1, 2, 3 này, 4, lá 9 đang đúng vị trí của nó, chúng ta sẽ không cần đảo nữa. Ok, mình sẽ đảo lại như cũ nha. Về cái phần bài mà khi mà chúng ta mới chia thử nó sẽ y hệt như thế này. Rồi, thu, khi chúng ta thu vào sẽ thu như thế nào? Đây là cái phần bài không liên quan, các bạn sẽ thu vào đầu tiên nhá. Rồi, thu lại vào, nó sẽ chả ảnh hưởng gì cả tại vì chúng ta không có lấy lá bài nào trong này cả. Tiếp đến là các bạn sẽ phải lấy cái mô có lá 9 trước, chúng ta sẽ làm ngược lại sau lúc đầu chọn. Lúc đầu thì các bạn sẽ chọn là 6 này, 5 này, 9 này, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ lấy ngược lại là ok nhá. 9 ở cuối này, lấy, thu lại, xong. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thu cái phần bài này. Và nhớ nhá, khi thu phần bài này chúng ta phải đảo là 5 vào giữa để đảm bảo cái vị trí của nó. Đảo vào giữa này, như thế này thôi. Xong, thu lại. Xong. Tiếp đến, cầm phần bài cuối cùng đặt lên đầu. Rồi, các bạn sẽ cùng xem qua lại vị trí của nó nhé. Rồi, con đầu tiên sẽ là con bài chia xuống của chúng ta, đấy chính là con 6, đúng rồi này. 1, 2, 3 và 4. Con tiếp theo được chia xuống sẽ là con 5. Như thế này. Rồi, chúng ta đếm tiếp nhé. 1, 2, 3 và 4. Và con cuối cùng sẽ là con 9, như thế này. Rồi, đã đúng vị trí rồi. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu đảo bài để cho khán giả nghĩ rằng nó lẫn lộn lên thôi. Đảo như mình đã đảo. Ok, làm dấu này các bạn. Sau đó thì đảo nốt cái này xuống. Ok, rồi chia thôi. 6 này, 5 này, em thấy không? Và 9. Đó, chính xác luôn. Rồi, chúng ta chia nốt thôi. Yên tâm là chúng ta luôn luôn lớn nhất. Ôi, ông này còn tịt này. Chúng ta còn một cái biến thể nho nhỏ nữa của trò này mà mình nghĩ nó khá là hay. Đầu tiên là các bạn sẽ cho các bạn chọn một lá bài nha. Rồi, ở đây ví dụ là lá bài 5 rồi chẳng hạn. Chúng ta sẽ đảo như thế này. Đó. Rồi, bây giờ ấy thì chúng ta sẽ cho khán giả xem phần bài này. Chúng ta có rất nhiều lá bài khác nhau ở đây. Và mình sẽ cố tìm lá bài khán giả vừa chọn bằng cách lấy nó ra. Thì chính xác sẽ là lá bài 6 rô của khán giả chọn. Thì làm như thế nào? Ở đây các bạn sẽ cần biết một kỹ năng nữa. Thêm một chút thôi. Cái kỹ năng ban đầu ấy là 6 rô khán giả chọn trên đầu này. Mình sẽ đảo và giữ nguyên vị trí. Cái này thì các bạn vừa được học rồi. Rồi, nó giữ nguyên vị trí là 6 rô này. Ở trên đầu nhá. Sau đó thì các bạn phan một bài ra. Tiếp đến là bây giờ cái lá bài 6 rô đang ở trên đầu đúng không? Các bạn sẽ kéo nó lại như thế này. Dùng ngón cái kéo thôi. Như thế này. Nó sẽ ở đây. Và bây giờ chúng ta lấy ngón trỏ để banh một phần bài ra như kiểu chúng ta lấy ra từ giữa vậy. Nhưng về bản chất nó đang ở trên đầu thôi. Banh ra này. Yeah. Và sau đó dùng ngón cái giữ vào đây. Giật ra đồng thời. Thì trông như kiểu chúng ta đang lấy ra từ giữa của bài vậy. Rất ngầu đúng không? Và cái trò này thì mình có một cái video hướng dẫn cụ thể hơn về nó rồi. Nếu bạn quan tâm hãy kiểm tra link ở bên dưới nhé. Oh my god, gấu. Gấu. Gấu, nhìn vào camera. Nếu mà anh em thích video này đừng quên cho một like tại vì nó tốt cho thuật toán của YouTube. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.